ở phía bên trên thì innocent zero đang theo dõi trận chiến phía dưới của matt tên thủ lĩnh cũng muốn được ngóng chờ trận chiến này lâu lắm rồi và lần này sẽ cho hắn ta cảm thấy hứng khởi với chuyến đi đầy sôi động lần này sau đòn konoha làng lá của matt thì margaret vẫn còn thở mà đứng dậy với trạng thái khung thương tích điều này làm cho khán đài trở nên méo hiểu được là làm cách nào mà cậu ta vẫn còn thở để đứng dậy thế này thì đúng là chôn chôn việt nam gọi margaret là vô sự ở phía bên kia khán đài theo như suy đoán của kando thì đã có thể là margaret tạo ra một nốt nhạc để hấp thụ toàn bộ lực va chạm trước khi bị đòn của đầu nấm làm cho cắm mặt xuống đất mà còn điều nữa là kando cũng méo hiểu tại sao không ai để ý đến việc đầu nấm sử dụng ma pháp trá hình bởi vì thực chất nó là tuyệt chiêu quang người hệ vật lý quay trở lại trận chiến thì margaret đang tung quả cầu phép thuật về hướng đầu nấm nhưng với sự nhanh nhạy về tốc độ của mình thì cậu ta đã nhanh chóng lao ra áp sát ở phía sau margaret nhưng sau đó thì hắn ta đã lập tức quay lại phía sau và chỉ cây đũa phép thẳng mặt đầu nấm thấy vậy đó tỏ ra hú hồn chim én vì nếu hắn ta kích hoạt ma thuật với khoảng cách như vậy thì mát chỉ có bốc hơi mà đang xuất nhưng đột nhiên margaret khựng lại mà không tấn công điều này làm cho dot và finn cũng méo hiểu tại sao hắn không en luôn cái game này để giải thích cho chuyện này thì margaret lại cho rằng hắn thấy đầu nấm muốn bảo vệ thứ gì đó nên tò mò khung tấn công mà muốn xem nó là thứ gì thôi chớ không có gì mô bởi vì thấy hắn ta cũng thắc mắc nên đầu nấm rút mẹ từ bên trong ra cái bánh su kem với vẻ mặt ngầu lòi điều này làm cho margaret lại méo hiểu tại sao nó lại để thứ quý giá như thế này trong người thì làm sao mà chơi bời toàn lực được chứ nên là hắn ta kêu luôn con nhỏ phục vụ bê cái bánh su kem ra ngoài cho nó phe lây thấy được sự phe lây này thì mát cũng không ngờ rằng ông anh này nhìn mặt hơi gian mà cũng chơi công bằng phết thấy được tình hình hai khứa này tấu hài ở dưới sàn đấu thì khán giả cũng chỉ biết há hốc mùm mà kêu review sàm xí xuống lục soát hết người hai khứa này để cho hai thím dốc toàn lực chiến đấu đê chớ đang căng thẳng mà dừng lại tấu hề phim và Dot cũng méo hiểu chuyện gì xảy ra luôn chỉ thấy nó tụt mút vãi ỏ đang đoạn gây cấn như phim hành động còn lance thì cậu ta cho rằng cả hai vẫn chưa tung hết sức mạnh và họ vẫn còn muốn giữ lại con bài tủ về phía của Kando thì anh ta lại cho rằng hai thím này vẫn còn đang nhử nhau thôi chỉ cần một khoảng khắc do dự vừa rồi của Margaret sẽ cho mát một cơ hội để kết thúc luôn trận đấu ngay lập tức. Quay lại trận chiến thì bây giờ nó mới là gây cấn méo có gì để quăng miếng mà tấu hề được nữa nên bây giờ cả hai bắt đầu chơi tất tay khô máu luôn. Sau đó thì Margaret tung luôn tuyệt kỹ âm pha tấn công để mở màn cho nó nóng. Thấy vậy đầu nấm cũng dùng luôn cú đấm để đỡ đòn nhưng mà nó lại xuyên qua và làm thủng luôn màng nhĩ cậu ta. Điều này làm cho Margaret cảm thấy khứa này khờ vãi ỏ bởi vì nó là âm thanh thì làm méo gì có thể mà đỡ được. Mấy cú đấm đấy trông thật vô nghĩa vãi ỏ làm đếch gì mà đỡ được ma pháp. Mặc dù là hắn nói nhiều nhưng mà bây giờ thì mát như điếc gồi nên là anh dai hãy nói to thêm một chút để chớ em khung tiếp thu được gì thêm. Bởi vì miễn bản nên là Margaret cũng đích có rảnh để mà giải thích lại nên tấn công luôn cho nóng với tuyệt kỹ âm pha. Lúc này thì mát cũng chỉ biết lấy tay dáng mà đỡ lấy chiêu này. Thấy vậy thì cả khán đài trở nên ngạc nhiên vì tuyệt kỹ cá nhân của Margaret đúng là bá quá thế này thì chẳng khác nào mà tàn sát luôn cậu ta. Còn mát thì cậu ta cảm nhận được bản thân đã không thể cản phá được đòn tấn công đó và nó cứ như đang xuất phát từ bên trong cơ thể mình ra. Thấy được đầu nấm như thế thì Margaret lại cảm thấy thất vọng vì đã quá kỳ vọng vào cậu ta và đầu nấm bây giờ cũng không phải là thứ mà hắn ta muốn tìm kiếm bấy lâu nay, nên là hắn ta sử dụng luôn âm điệu của ngàn âm tấn công vào đầu nấm để kết thúc luôn trận chiến vô nghĩa này. Ngay lập tức thì mấy cái kèn tấn công về một phía của đầu nấm. Điều này làm cho Finn và Dot trở nên hốt hoảng vì cậu ta toang thật rồi. Còn mấy khứa khán giả chỉ biết Margaret bây giờ thực sự là thiên tài như lời đồn bấy lâu nay. Về phía Otter thì anh ta cảm thấy game này đúng là mãn nhãn còn Kando thì vẫn còn đang nghĩ về trận chiến đã kết thúc khi mà Margaret chưa tung hết sức. Quay lại trận chiến thì Margaret lại cảm nhận ra một điều gì đó sau đám khói của vụ nổ thì mát đã biến mất hoàn toàn. Đột nhiên Margaret bị kéo thẳng xuống dưới sàn chỉ còn lại mỗi cái đầu và từ dưới đất đầu nấm đã trồi lên trên. Điều này lại làm cho Margaret đếch hiểu được là làm thế éo nào mà nó có thể tránh được âm vang như thế, còn mấy khứa khán giả chỉ biết há hốc mồm mà không biết chuyện quái gì xảy ra bởi vì khứa này nó biết luôn trò đột thổ mới ác chớ. Theo như cặp mắt như trách va của phim thì cậu ta đã thấy được hết nên đừng có mà bịp. Ngay cái lúc trước khi ma pháp đó lao tới tấn công mát thì cậu ta đã độ thổ luôn xuống đất. Bởi vì sóng âm di chuyển rất nhanh trong không khí nhưng nó sẽ bị cản lại và yếu dần đi khi di chuyển xuống dưới lòng đất. Vì vậy nên cậu ta mới moi luôn con bài tủ là độ thổ xuống đất để lợi dụng luôn nó như bức tường cách âm. Nhưng mà nếu đúng như lời thằng phi nói thì review sàm xí -sí lại cho rằng tốc độ của khứa này di chuyển còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh nữa nghe mà rèn ác quay trở lại trận đấu đầu nấm quyết định sử dụng thức thứ tư ma thuật cơ bắp sút một cái là cút luôn với quả ben 11 mét như này thì đầu nấm lại sút luôn đầu margaret không trượt phát nào mà còn văng đi xa điều này làm cho cả khán đài trở nên chấn động vì méo thể nào tin được nổi là cậu ta sút bay margaret chỉ với một đòn thế này thì margaret chỉ có há mồm ra mà ngậm hành thui ngay lập tức thì mát lại lao tới phía margaret mà ngồi lên người hắn ta điều này làm cho cả khán đài lại méo hiểu lần hai vì trong trường ma pháp người ta lại cho phép do đấu kiểu trên dưới như này à sau đó thì Matt lại giơ tay nên thực hiện liên hoàn đấm tẩn vào mặt Margaret một đòn kết liễu. Bởi vì chưa đã tay nên đầu nấm đã tặng luôn một combo cho đủ bộ. Thấy đấm như này thì khán đài chỉ thấy thốn dùng Margaret thôi. Về phía Kando thì anh ta nghĩ đây là điều không phải tự dưng cậu ta làm vậy mà đó chính là bản năng bón hành của Matt mà vẫn đang cảnh báo. Quay trở lại trận chiến thì đột nhiên đầu nấm bị văng ra. Margaret quyết định lần này sẽ dùng hết sức mạnh thật sự của mình để chiến đấu với Matt. Sau đó thì Margaret đứng dậy với sức mạnh của thanh âm và nó đang bao phủ lấy hắn ta ma pháp đó cũng được phát động ra với ma lực vô hạn của hắn ở phía bên kia hội đồng phép thuật thì rio đang lo lắng cho đầu nấm và không biết cậu ta sẽ làm gì trong trận chiến sống còn nó đột nhiên thì nere xuất hiện và thông báo cho anh ta biết là chúng ta đang gặp rắc rối lớn phía innocent zero đã bắt đầu hành động điều này làm cho rio suy đoán ra lần này có thể là tên thủ lĩnh sẽ đến nên chúng ta phải nhanh chóng tăng cường cảnh mật lên cao và chúng ta sẽ phải cần thêm otter và kando để câu kéo thêm một chút thời gian nhưng mà nere lại nói rằng lần này thì toàn bộ bọn chúng đều đích thân ra mặt như thế này thì lại bỏ mị gòi quay lại trận chiến thì margaret đã hòa âm biến hình thành một dạng mới nhưng mà dạng này lại làm cho đầu nấm méo hiểu đó là cái éo gì hiện tại thì luồng ma lực đã bao trùm lên tất cả sân đấu đột nhiên trong đám khói xuất hiện ra một con nhỏ điều này làm cho review xàm xí cũng đích hiểu nó là được hay cái nữa bây giờ thì đầu nấm lại nghĩ đó là một cú chôn chôn việt nam đến từ vị trí của ông tác giả sau đó con nhỏ lại chỉ thẳng mặt đầu nấm bởi vì cậu ta mà nó bắt buộc phải biến hình thành trạng thái này đúng là chữ ích gì tin ahihi Thấy được sự bê đê này thì đầu nấm cười mà đếch ngậm được mồm. Vì cái dáng tạo chữ ích của anh dai này trông ẻo là quá hò. Nhưng mà Margaret lại cho rằng đây là hình thái của tuổi trẻ khỏe mạnh hơn nữa. Mà ở trong cái trạng thái này thì hắn ta có thể thoải mái khoe cá tính còn dễ dàng sử dụng toàn bộ sức mạnh cho mi được thưởng thức. Sau khi nói xong thì con nhỏ thổi nhẹ vào tai đầu nấm làm cho cậu ta lạnh cả sống lưng mà quỵ luôn xuống sàn. Thấy được điều này thì bé tranh chỉ biết khóc thét vì chuyện đó cả mình còn chưa được làm với cờ rút của mình. Còn mọi người thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra bởi vì hắn ta đột ngột dịch chuyển để thổi nhẹ vào tai và họ chắc rằng điểm yếu của đầu nấm chính là lỗ tai. Quay về với Margaret thì hắn ta cho rằng giải phóng ma lực của ta chính là giúp ta giải phóng được ma thuật mà ta sử dụng. Tức là hiện giờ dù mi có là mên chính thì vẫn bị tao bón hành cho ngập mồm mà thui. Nhưng mà những lời đó chỉ làm cho Matt cảm thấy hắn ta nói nhiều vãi ỏ thui nên tặng ngay luôn một cú đấm sầm sét. Nhưng mà hắn ta lại biến mất với phép dịch chuyển và hắn đã dịch chuyển lên phía trên của khán đài. Đầu nấm ngước lên mà cũng méo hiểu tại sao hắn lên được tít ở trên nó. Để giải thích cho việc này thì Margaret đã nói trước rồi là hắn ta đã hòa làm một với âm thanh. Vừa dứt lời thì đầu nấm đã nhận ngay một đòn tấn công của hắn. Bây giờ thì Matt cũng biết là ông anh dai này cũng là dân tổ độ hệ vật lý như mình gọi. Nhưng Margaret lại nói là méo và hắn ta di chuyển với tốc độ quá nhanh xung quanh đầu nấm. Điều này làm cho Kando cảm thấy kinh ngạc vì phép thuật này cho phép cậu ta di chuyển nhanh như âm thanh. Tức là tốc độ của cậu ấy ngang ngửa với tốc độ của âm thanh để mà tóm được những đối thủ như này thì dùng ma thuật trước hết là phải loại bỏ được tất cả rào cản của âm thanh trước đã. Quay lại trận chiến thì Margaret liên tục dụng nhẹ vài đòn vật lý để bón hành đầu nấm. Điều này làm cho Dot và Finn tỏ vẻ hốt hoảng vì lúc cậu ta nghe thấy anh ta thì đã bị dính đòn luôn rồi thế này thì chơi thế éo nào được. Để kết thúc luôn trận đấu này thì Margaret lao tới phía mát với tốc độ nhanh chóng. Nhưng mà đòn tấn công này lại hụt luôn làm cho Margaret nhận ra là cậu ta không có ở đây. Và làm sao mà cậu ta có thể né được đòn này một cách nhanh chóng như vậy? ngay lập tức thì mát đã áp sát ra phía sau của margaret theo như phỏng đoán của Kando thì anh ta cho rằng âm thanh di chuyển trong chất lỏng nhanh hơn so với không khí nên đầu nấm đã lợi dụng luôn đặc tính của âm thanh nhưng mà tất cả thứ đó đều không nhanh bằng so với môi trường của chất rắn bằng việc đó thì cậu ta đã chạm tay lên tường thì đầu nấm đã nhận ra và dự đoán trước được đòn tấn công trước khi nó chạm tới đích bằng những phương pháp đó thì cậu ta có thể chọn cách xử lý như vậy để yêu cầu kẻ đó cần phải có phản xạ nhanh nhạy tới mức quái dị đúng là đầu nấm có iq vô cực và margaret cũng cảm nhận ra được bản thân từ khi nào đã không thể tạo ra được âm thanh nữa cùng với đó là hắn ta ăn chọn luôn một cú vật nhẹ của đầu nấm thấy vậy thì khứa đót chắc luôn một điều là game nì mát thắng chắc nhưng mà lance lại cho rằng đó chỉ là giải pháp tạm thời và ngay cả bản thân cậu cũng không biết cái kèo này bên nào lật được thì vẫn chưa rõ và kết quả của trận đấu này sẽ ra sao khi margaret vẫn còn nhiều chiêu thức khác như thế này thì tình hình càng ngày lại càng căng thêm sau đòn đó của mát thì margaret vẫn đứng dậy được và cho rằng đòn này không chê vào mồ điều này buộc hắn ta phải thừa nhận đầu nấm thực sự là đối thủ xứng tầm ngay lập tức thì margaret sử dụng hiếu thứ hai à mà nhầm bản giao hưởng thứ hai tiếng chuông tử thần nghe xong mắt cũng đếch hiểu là sao lại có hai thứ hiêu ở đây nghe mà thốn dùng luôn á anh dai à theo như review xàm xí biết thì đó là tiếng chuông hồi tỉnh những đứa mỏ hỗn chiếc chuông này sẽ đoạt mạng bất cứ ai nghe thấy tiếng âm vang của nó có thể ví von nó như tiếng chuông báo tử cho mấy đứa mỏ hỗn vậy á sau đó thì margaret cho rằng chỉ một vài phút nữa thôi tiếng giao thừa rộn vang khắp nơi A à mà nhầm đó là tiếng trung má ơi, nó sẽ gây ra bánh kính hai cây số và cách duy nhất để ngừng nó thì tất nhiên là cướp lấy kíp. A à lại nhầm là đũa phép của ta a ha ha. Nhưng đừng có mà quên là ta nhanh nhạy tựa như âm thanh cố mà bắt được ta trước khi hết giờ nhé. Có thể nói là đố anh bắt được em. Nghe được điều này thì phim cho rằng tuy là mát có tốc biến nhưng mà lại không thể nhanh như dịch chuyển của hắn dù có bật unti Còn phía Lance thì cậu ta nghĩ rằng lợi thế duy nhất của đầu nấm có thể đuổi bắt được là khu vực chỉ ở trong đấu trường. Nhưng mà nếu đối phương dùng kế tối thượng trong 36 kế của review sàm xí thì bài của Matt coi như là chim cút vội. Xem ra thì trận chiến này Matt quá thua thiệt gọi. Sau đó thì Margaret bắt đầu rượt bắt luôn cho nóng. Hắn ta chạy với tốc độ nhanh khắp sàn dù cố gắng thế nào thì Matt vẫn không thể tóm được hắn. Bây giờ chỉ còn 30 giây nữa dù cố quá cũng hóa ra là quá vô dụng thôi. Cuối cùng là còn 10 giây thì Dot chỉ biết hết toáng lên thôi là sắp toang đến nơi gọi. Nhưng mà đầu nấm vẫn bình tĩnh để ngồi xuống sàn và kéo lên một bức tường về phía Margaret sau đó cậu ta xuyên thủng qua bức tường lao tới tấn công và đường thoát của margaret bây giờ đã bị đầu nấm khóa chặt lại rồi đối mặt với đầu nấm thì hắn ta bây giờ chỉ còn cách là có thể lách sang trái hoặc phải thôi thấy mát đón đầu sang phía bên phải thì margaret lại tự tin rằng làm đếch gì có thể bắt kịp với tốc độ của mình nên hắn lách luôn qua trái nhưng mà đó chỉ là đòn nhử hắn ta mà thôi nên mát đã bắt kịp được ngay hắn ta theo lời của thanh niên khán giả thì đó là đòn đánh nhử cơ bản thôi chiêu này chỉ đơn giản là lộ liễu cho đối phương thấy được hướng mình định chặn rồi lập tức hải quay xe sang đón đầu hướng còn lại đối với dân chơi hệ tổ độ thể thao thì khứa này chắc rằng điều cơ bản này thì ai cũng phải biết mặc dù là đã lười được margaret nhưng hắn ta lại thấy pha bẻ lái này quá cồng kềnh lại bay ra ngoài tầm kiểm soát như này thì đừng có hỏng mà bắt được tao đột nhiên thì ngón út của đầu nấm vẫn vươn được ra hết cỡ để móc ngược lại margaret chỉ một đòn công cơ học thì hắn ta đã bay luôn đũa phép trong tay và mát đã nắm lấy ngay rồi bóp gãy cây đũa điều này làm cho tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên và cái chuông cũng biến mất cuộc rượt đuổi siêu tốc giữa hai dân tổ đã kết thúc rực rỡ cả khán đài dường như đã òa lên xúc động với trận chiến gây cấn này cuối cùng thì margaret đã bị dính chốt chỉ còn lại mình mát và hiện tại thì ngôi vị thánh nhân cũng chỉ cách cậu ta một xíu thui mặc dù là bị thua cuộc nhưng margaret vẫn không ngờ tới là cậu ta có thể làm được tất cả mà không dùng đến ma thuật sau trận chiến thì margaret cũng đã cảm thấy khâm phục luôn đầu nấm về phía khứa đót và phin cảm thấy mừng rỡ vì mát sắp vào được luôn vị trí thánh nhân sau bao cố gắng gỏi còn bé tranh thì bây giờ chỉ cảm thấy yêu anh đầu nấm nhiều hơn sau trận chiến thì ông thầy hiệu trưởng và cano cảm thấy tự hào hơn về đầu nấm vì cậu ta đã ao trình luôn khứa đối thủ nặng ký như này bây giờ thanh niên otter chỉ biết cay cú mà hôi đột nhiên có trọng lực hút từ phía trên xuống dưới làm cho tất cả trở nên hoảng loạn nhìn lên phía trên đấu trường thì đột nhiên xuất hiện một vết nứt ma thuật điều này làm cho tất cả mọi người trở nên hoảng hốt vì trần của đấu trường đang bị phá hủy có một con rồng từ đó chui ra và đám người của Innocent Zero cũng dần lộ diện. Tên đầu sỏ cảm thấy rất hân hạnh được gặp mặt tất cả các người. Sau đó thì hắn ta sử dụng luôn sức mạnh ngưng động thời gian làm cho tất cả đứng yên một chỗ rồi lập tức dịch chuyển xuống trước mặt mát. Hắn ta nói rằng đầu nấm chính là con trai tuyệt mỹ nhất của mình. Hắn cứ nghĩ là bản thân mình sẽ không được thấy cậu ta còn sống. Bởi những nỗi đớn đau đã gặm nhấm suốt bấy lâu nay thì hắn tưởng là đã đánh mất đầu nấm thật rồi. Một đứa trẻ thật là đáng thương khi bị bỏ rơi từ nhỏ. Ngay lúc này thì tên thủ lĩnh của Innocent Zero chỉ muốn hấp thụ luôn đầu nấm ngay tại chỗ để hắn trở lên hoàn thiện bản thân hơn. Đột nhiên thì thầy hiệu trưởng xuất hiện và ngăn cản hành động của hắn. Ông ta quyết tâm sẽ không để tên thủ lĩnh dẫn đầu nấm đi dễ dàng một cách đơn giản như vậy được.